Hôm nay Nam sẽ dẫn mọi người đi review một cái homestay. Nó nằm ngay ở phía ngoài của resort Highway, nơi mà chúng ta đã từng review rồi. Đây, trong cái khoanh tròn thế này các bạn này. Từ đây các bạn mới có thể thấy được là giá đất view hồ nó tăng rất là nhanh. Chúng ta cùng nghe câu chuyện nhé. Chị ơi, ở đây có gì ăn không chị ơi? Không có gì ăn hả? Anh này nấu cho em bát mì, quả trứng vậy. Không có cơm à? Rồi cho mì hai quả trứng vậy. Giờ này ít khách đúng không? Dịch giã nó cũng ít người. Vâng ạ. Nhà chị rộng nhỉ? Nhà đây làm lâu chưa chị? Sống ở đây lâu chưa? Ngày xưa ở đây. Rồi Bố mẹ ở đây. À. Bố mẹ ở đây cả. Vâng. Rộng nhỉ. Làm rất là đơn giản, đẹp. À, ốp cột làm bằng cột tôn nhưng mà ốp luồng vào. À, lòng hồ thủy điện Hòa Bình đây. Khá là tuyệt vời, rất thoải. Khá đẹp. Đồng hồ nó còn vào tít trong kia kìa. Đó. Mảnh này đẹp thật đấy. Cây cối vườn tược. Cái đất phía dưới đằng sau lưng này là của nhà mình không hay là của người khác chị? Đây đâu ấy? Đây này. À, của nhà khác luôn. Từ đây lên. Nhà chị từ cái mép nhà này lên thôi à? Ở bên cạnh này họ có bán không chị? Cạnh nhà này á? Bên này. Đây là cái chỗ này á? Vâng. Họ đang bán đấy, họ bán luôn. Chủ dân ở đây hay là em trai nhà chị? Em trai chị ạ? À? Nhưng mà nó đi làm hết rồi, vợ chồng nhà nó. Giờ con gái đi làm cho nội đó. Trên Hà Nội à? À, đất có sổ đỏ không chị? Có sổ nhưng mà nó sổ đất rừng hay sổ đất thổ sổ nhà đất đất thổ cư ấy, nhưng mà nó bị cháy mấy năm nay rồi, nó tức nhau nó đốt nhà đi xong nó cháy. Có nghĩa là mất sổ à? Mất sổ nhưng bây giờ nó xin lại, nó thế thì khai báo xin lại thôi. Diện tích được bao nhiêu chị? Chị chả biết đâu, chị chả rõ đâu, nhưng mà đấy nó mới chỉ có từ cái chỗ nhà chị sát với cái sát nhà kia xong hất xuống dưới ấy không? Hất xuống dưới sông không? Thẳng xuống bên kia, thẳng xuống bên này. Thẳng hết vào sông. Định bán bao nhiêu? Hôm trước nó bảo tỷ rưỡi. Tỷ rưỡi à? Đất ở đây thì được lắm. Ôi dồi ôi, người ta nói vài ngày nó lên giá, vài ngày để thấy lên giá. Chắc thật đấy. Mới đây hay lâu rồi? Mới đây. Nó lên giá à? Đất nó lên toàn độ nửa năm nay đấy. À. Anh à, anh nghỉ chưa à? À, ở đây anh bán bao nhiêu? Giá 20 tỷ đấy. Cái chữ mình rộng. Họ giả anh 20 tỷ à? Ừ, nhưng mà mình mua 25 tỷ thì bán. À, đấy, 25 tỷ thì bán. 3H của bà ngồi mình ấy. Nhà anh 3H á? Nó phải sang bên kia nữa à? Với được 3H. Lên trên đường đường. Lên trên đường đường. Này. Hết lên. À, đấy à. Cái chữ thì rộng lắm. Vâng. Nói chung nhiều khách ở Hà Nội lên này họ cứ bảo là tiếc ở đây họ... Có sổ không anh? Có chứ, hai sổ. Hai bìa thổ cư. Hai bìa thổ cư là được bao nhiêu mét thổ cư anh? Hai bìa thổ cư thì nó một bìa là 245 mét, một bìa là 400 mét. À, à, là 650 mét. Với lại đất liền kề kia nó nhìn thấy đấy. À. Còn lại là chưa đo. Còn lại là chưa đo. Ừ. À. Nhưng mà nếu mà còn lại thì nó là đất rừng có sổ không ạ?
Không, còn lại ví dụ mà mình đo, mình trích đo lại thì mình trích đo vào đất. Rồi, rồi em hiểu. À. Thì đằng nào ví dụ mình chuyển nhượng phải trích đo lại hết mà. Dạ. Vâng. Nhà anh ở đây cũng phải bao nhiêu lâu rồi anh? Ôi, đời cha, đời ông, đời... Vâng. Đấy, 3 héc à? Ừ. 20 tỷ, 25 tỷ. Đây có một cái cây xanh khá là đẹp này. Ở đây là homestay Trường Giang nhé. Mặt bằng rộng rãi, ô tô đi vào thoải mái này. Công nghiệp này đẹp các bạn ạ. Vì giao thông nó cũng thuận tiện. View hồ, chứ mỗi cái phía đằng sau kia thì lại bị của người khác, nó hơi chắn một chút. Nhưng cũng có một cái mom là nhìn được hồ. Phía sau chỗ gốc cây dừa kia là của họ à anh? Của nhà khác, nhưng mà cái đất đấy là đất nó không làm được chủ. Nó không, nghĩa là đất nó cũng không có thổ cư đúng không? Cái đất đấy là họ di dân đi, là nhà nước người ta thu lại bìa rồi, cái đất này thì không thể cấp lại được. À, thế này phải bỏ không thôi đúng không? Không thôi, à. Bên này nó không có lối xuống. Không có lối xuống đúng không? Ừ. Không có lối xuống. À. Nhà anh là từ đây hất lên thôi ạ? Đâu, từ cái chỗ cái này kia. Đấy, từ cái lên đấy là của anh hay của người khác? Của người khác đấy. Vâng. Có nghĩa là từ cái ống nước này hất lên này đúng không? Bên đất. Vâng. Sang kia tận mẹ em nửa quả đồi kia. Nửa quả đồi kia nữa. Quả đồi kia thì chắc để trồng cây thôi chứ nó cũng không có khai thác được không? Chỗ đấy ở bên ngoài kia có thằng mua rồi. Bên ngoài không phải của anh, nó mua rồi. Ừ, mua rồi. Nhưng mà cũng không có lối ra. Đấy, à? cũng không có lối ra. Đã phải qua nhà anh mới ra được đúng không? Anh như kiểu là công an viên à? À mình bây giờ làm bên chuyển sang bên tư pháp hộ tịch rồi. À anh làm tư pháp hộ tịch à? Trước là trưởng công an xã bên này. À thấy anh mặc quần này là quần của bên công an xã. Nhưng mà vẫn làm việc cho bên công an. À đấy ạ, vâng. Bên chế thì sang bên tư pháp hộ tịch rồi. Vâng. Đẹp quá. Nan của anh đẹp này. Nhà mình thì nhiều anh em người ta muốn ấy rồi, 3-4 năm nay anh em họ đã muốn muốn mua. Muốn lấy để đầu tư vào, nhưng nhà kiểu nhà mình vẫn làm bình thường mà. Ở đây nhà anh vẫn có cho thuê phòng nghỉ, phòng nghiếc đúng không? Phòng nghỉ thì bao tiền một đêm anh? Nghỉ nếu mà mình thuê cả sàn thì khác, mà người ví dụ 100 người. 100 người một đêm ạ. Vâng. Hôm nào em ở đây thì em ngủ nhà anh nhé. Vâng. Thế làm ở đâu mà? Em thỉnh thoảng có đi vào bên trong chỗ đá đỏ các thứ mà. À. Thỉnh thoảng đi vào đấy. Cũng đá đỏ á? Đang đi tìm đất ở trong đấy. Đá đỏ thì đá đỏ cũng gần hết rồi. Đi đỏ vào. Đá đỏ nhiều tổ lắm. Đây đấy. À thì nó cũng phải đi qua núi này đúng không anh? Cũng gửi xe đây trước mà, hội nhà, hội cái hoài ấy. Vâng, cái hoài nữa. Ừ. À, đúng rồi. Ừ. Em cảm ơn anh. Hoài, Long nó toàn gửi xe đây mà. Vâng. Hai chị em ruột à? Hai chị em ruột. À. Long là em út mà. Nó đi, chắc là nó cũng đi từ lâu rồi, mấy tháng này rồi anh nhỉ? Nó đi được, mấy tháng này. Ừ. Cũng kiếm được nhiều phết rồi đấy. Kiếm được đất. Được nhiều ngoài phết rồi đấy. Đúng rồi. Ở đây quán cơm không có ăn tạm bát mì vậy. Phải ấy trước. Sáng nay lúc đấy là xem rất là trong ổ mu đúng không? Ở trong này đúng không? Em không. Sáng nay thấy hai cái xe ở không phải xe. Ở đây mà chị cũng phải làm đồ ăn sáng thì có đoàn vài người họ ăn cơm mà chị mới làm. Đúng rồi. Đến mà gọi ngay là không có. Đúng rồi. Người chỉ có ăn tạm mì thôi. Dịch dã này nên là nó vắng đúng không anh? Chứ bình thường ra thì khách nó có đông hơn không ạ? Bình thường ra đông lắm. Đông ạ? Đông ạ. Cái năm 2017, 2018 đông lắm. Vâng.
cái năm đấy lại khách nước ngoài nhiều. Khách nước ngoài nó lên đây nó chơi gay ác à? Ngoài lên nó cứ lang thang vậy. Nó không ngủ đây, họ lại ngày đi thuyền đi các bản chơi. Nó ngủ ở đây á? Cái cây ngủ đây nhiều luôn. À nè. Các bạn nó ngủ đến mấy đêm. Thì bọn nó ăn uống thì mình phục vụ kiểu gì? Nó ăn cái gì mình phục vụ đấy. À thế à? Nó ăn tây làm cho tây đơn giản hơn làm cho Việt đấy. Em mời anh chị nhé. Mình không biết tiếng thì mình cứ làm phục vụ thì mình nói tiếng Việt thì ra tiếng Anh, nó nói tiếng Anh thì ra tiếng Việt. Cái gì là mình làm cho nó đấy. Có hai anh chị thôi à? Nhưng mà chắc là nếu mà đông khách thì mình phải thuê đúng không? Nghỉ trưa á? Có nghĩa là bây giờ nó vẫn đang làm ở đây à? Không, có cháu ở người nhà mình thôi. Lúc nào đông khách thì nó phục vụ 5-70 suất, 100 suất thì mình mới gọi người. Không, 30-40 người thì người nhà mình làm thôi. Ở đây đông nhất là anh chị phục vụ bao nhiêu khách rồi? 100-100 thôi. Em cũng có nhà hàng khách sạn. Mày em ở không đây bình dân thôi, không phải nhà hàng khách sạn nữa, không thì ăn nhưng mà bình dân thì không được. Là gì?